Tình tiết khó hiểu vụ tìm thấy đồng hồ 278 triệu đồng bị mất ở sân bay Phú Quốc. Cơ quan chức năng vẫn chưa công bố thông tin chiếc đồng hồ bị mất như thế nào và được tìm thấy ở đâu sau đó. Ngày 10 tháng 6, bà Mạc Thanh Thảo, 35 tuổi, Việt Kiều Mỹ, cho biết người nhà của bà tại Việt Nam đang liên hệ với công an tỉnh Kiên Giang để làm thủ tục nhận lại chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá 278 triệu bị mất vào cuối năm 2022 tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc. Trong khi đó, phía cơ quan chức năng vẫn chưa công bố thông tin chiếc đồng hồ bị mất như thế nào và được tìm thấy ở đâu sau đó, khiến dư luận rất băn khoăn. Hàng loạt ý kiến bạn đọc đã gửi về báo Người Lao Động thể hiện sự bức xúc. Hầu hết ý kiến đều đặt vấn đề xung quanh việc vì sao cơ quan chức năng chưa cho biết nguyên nhân chiếc đồng hồ bị mất. Bạn đọc Phạm Như Hoa thắc mắc, vụ này lạ quá, mong cơ quan chức năng cho độc giả được biết chiếc đồng hồ trốn ở đâu mà kỳ thế. Cụ thể hơn, bạn đọc Nguyễn Thị Khánh Hòa đề nghị, khi nào bên công an chính thức công bố danh tính người ăn cắp xin quý báo, thông tin rộng rãi cho bạn đọc biết. Bạn đọc Bùi Tá Vinh trăn trở, cơ quan chức năng đã xác nhận tìm thấy chiếc đồng hồ sao lại không công bố hay có vấn đề tế nhị nên chưa thể tiết lộ. Thiết nghĩ khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và làm sáng tỏ vấn đề rồi thì xem như đã đến hồi kết và công khai. Cứ lấp lửng vậy thì nhiều người đặt câu hỏi thêm đau đầu và mất niềm tin. Tại sao không công bố là ai tìm ra và tìm ra ở đâu? Hay là công bố thì sợ xấu mặt ai đó? Bạn đọc Hung Ngo hỏi thẳng. Như báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 25 tháng 12 năm 2022, gia đình bà Thảo đến sân bay Phú Quốc để làm thủ tục bay về thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN6526, cất cánh lúc 9 giờ 55 phút. Theo bà Thảo, bà đã để chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe trị giá 278 triệu đồng vào trong túi sách, sau đó để túi sách vào khay chạy qua máy soi an ninh. Bà Thảo đẩy khay qua máy, chồng bà ở đầu bên kia nhận khay đựng túi. Tuy nhiên, khi bà Thảo kiểm lại thì chiếc đồng hồ không còn trong túi sách. Bà kiểm các khay xung quanh đều không tìm thấy chiếc đồng hồ nên đã trình báo cơ quan chức năng. Đến ngày 9 tháng 6 năm 2023, lãnh đạo công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã tìm thấy được chiếc đồng hồ bị mất.